Con có nghe một vị thiền sư ở Miến dạy về tam tịnh nhục rằng vào thời Đức Phật, người A đi mua thịt thì người bán thịt giết con vật đó với tác ý là giết riêng cho người A. Sau đó người A vô tình gặp cúng dường cho vị sư đi khất thực thì với vị sư đó là tam tịnh nhục. Nhưng hiện nay các nhà đồ tể giết thịt cung cấp cho các siêu thị với tác ý rằng giết để cung cấp cho những ai cầm tiền mua thịt. Vậy thì với chúng con, những người cầm tiền vào siêu thị mua thịt đó không còn tam tịnh nhục nữa. Thưa sư, sư có đồng ý với quan điểm trên không? Sư chỉ thắc mắc là cái vị giảng này, vị này có thần thông hay không? Để mà vị này đọc được tâm cái người giết mổ. Cái vấn đề là như vậy đó. Có những khi mình nói thì nó hơi kỳ, chứ còn mình có thần thông không? Mình có năng lực đọc tâm hay không mà mình dám, gọi là dám chắc một chuyện là khi người đồ tể giết á, thì cái người đồ tể trong khi giết người đó có tác ý như thế này: tôi giết con vật này là để cho người bỏ tiền ra mua, người đi siêu thị bỏ tiền ra mua. Họ có tác ý đó hay không? Chừng nào mà họ có tác ý á, là tôi giết cái con vật này để cho bất kỳ ai bỏ tiền ra mua, thì khi đó là không còn tam tịnh nhục. Nhưng mà cái đó nếu như mà có, xin nói thẳng nha, nếu như nó có thì ngay cả thời Đức Phật cũng có. Tại thời Đức Phật người ta cũng ra chợ dùng tiền họ mua vậy. Nếu như mà có cái chuyện đó, đó là người thợ vào thời Đức Phật á, cái người giết mổ vào thời Đức Phật, họ cũng có thể suy nghĩ là tôi giết cái con này để cho bất kỳ ai có tiền họ mua. Thì như vậy là Đức Thế Tôn cũng sẽ có quy định, chứ không phải là do bây giờ mình có siêu thị nó khác, còn hồi xưa không có siêu thị nó khác. Hồi xưa không có siêu thị nhưng nó có chợ thì nó cũng vậy thôi. Cho nên á, chúng ta không nên tự tin một cách thái quá về tâm của chúng sanh khác nha. Khi mình không có thần thông mà cái đó phải cẩn thận, không khéo nó rơi vào cái tội ba la chí cá đó nha. Thành ra là cái vấn đề này không biết sư Chánh Tâm có cái nhìn như thế nào. Thưa quý vị, nếu mà nói theo cái cách này, nếu thôi theo cái nhận định này thì xin thưa quý vị, xin lỗi nha, quý vị nên ở chuồng và đừng có xài cái gì hết. Tôi nói ví dụ như bóp da, dây nịt da là xong rồi, không được xài. Tại vì người ta phải giết con cá sấu, con bao, con này con nọ, nên ta lột da, ta lấy da rồi mình mới mua được cái cà, cái dây nịt, cái bóp da. Rồi những cái tơ vải đó, ta làm từ tơ tằm, ta rút con tằm, kén con tằm. Rồi hay là bông, ta trồng bông thì ta cũng phải xịt thuốc sâu để bảo vệ cái cây bông. Rồi nhà, từ nhà cửa, cây cối, bàn ghế, rồi người ta phải chặt cây. Chặt cây thì tổ chim rồi sâu cọ rồi nó chết. Thì quý vị nếu theo ý nghĩa này á, thì quý vị khỏi làm gì chứ, đứng ngồi đứng chỗ. Quý vị nên ở chuồng. Quý vị nên ở chuồng. Rồi quý vị đừng ăn cơm. Tại vì người ta làm cơm là từ gạo, mà gạo nông dân phải nấu, phải trồng lúa. Mà trồng lúa thì xịt sâu. Mình không ăn sao ta giết, mình không ăn sao ta trồng nha. Nông dân họ trồng lúa để bán cho mình mà. Mình nhịn đói luôn nha. Mình nhịn đói luôn chứ sao vậy? Cái vấn đề ở đây là tam tịnh nhục nó được áp dụng không phải là mình ngồi mình mò, mà biết chắc. Mình hiểu không? Không nghe, mình biết chắc mình không nghe. Không nghi mình biết chắc mình không nghi, mà không thấy mình biết chắc mình không thấy. Chứ không phải ở đây là mình ngồi mình mò ra, mình ngồi mình đoán, mình tự mình cãi ra. Mình đoán chắc họ ăn, mình mua vậy là chắc họ làm cho mình đó. Đó là không được. Rồi phải thấy chắc, biết chắc. Chứ không phải là mình đoán mò. Vấn đề nữa là cái người mổ họ vì ai? Họ vì cuộc sống họ, họ vì cái tham của họ, chứ không phải họ vì mình. Nếu mà tất cả các người sản xuất đều vì người tiêu dùng thì sẽ không có hàng dởm, hàng hư, hàng này nọ, hàng kém chất lượng. Họ không có nuôi tăng trọng con heo để họ phục vụ mình. Họ gì họ, nếu họ gì mình là phải nuôi con heo cho mập béo, cho ăn cám, ăn thức ăn đàng hoàng, chứ họ đâu cho tăng trọng rồi. Họ nói chung họ, mình nghĩ là ngay cả mình làm một cái gì đó, mình buôn bán, mình làm cái gì đó đều vì bản thân mình hết, chứ không phải là do vì người khác. Người mẹ nuôi người con vì người con muốn người con không lớn thì người mẹ đó mới dùng hết cái tâm lực, sức lực và tài lực vô nuôi đứa con này, mua tất cả đứa con này những cái gì tốt đẹp nhất. Còn người bán hàng, cái người nuôi heo, giết heo, họ vì cái lòng tham của họ chứ đâu phải họ gì lợi nhuận, chứ đâu phải họ gì cái người mua đâu. Nếu mà vì người mua thì họ phải đáp ứng được cái nhu cầu thịt lợn đó với cái tiêu chuẩn cao nhất. Bây giờ mình lấy một cái, mình ra chợ mình lấy một cái miếng thịt về, mình đem xét nghiệm cái tiêu chuẩn mà để xuất khẩu qua Mỹ á, thì dục ra liền Mỹ người ta không nhận, nó quá kém chất lượng cái miếng thịt đi. Cái những cái chất độc hại nó quá thừa thải để nó quá đạt cái, để ở cái mức gọi là Mỹ người ta không thể chấp nhận được để mà xuất khẩu qua vậy. Đem đo lường đi. Thì cái này cái người tiêu dùng không phải là được cái người cung cấp nuôi lợn giết lợn họ chăm sóc, mà là họ đang đáp ứng cái lòng tham của họ, cái chuyện nuôi sống cuộc sống của họ. Cho nên quý vị suy xét rất là sai lầm. Không có cái chuyện mà ăn không ăn sao tôi giết nha. Cái đó là chi cứu trách nhiệm một cách mù quáng. Giống như ông già ông đi ăn trộm, cướp, ông nuôi đi đứa con đi học lớn khôn ăn học, tới chừng bị phát hiện ra công an bắt con luôn sao? Không tại ông làm sao tôi, không tại ông á, không tại nhỏ nè, không tại con ông làm sao ông đi ăn trộm tôi bắt nó luôn hả? Công an có bắt không? Còn thứ hai nữa, vấn đề nữa là quý vị bắt lỗi một cách không đúng đắn, là quý vị muốn ngăn chặn cái sự giết này, quý vị phải đi can cái người giết chứ không phải đi can người ăn. Nó là một cái chuyên nguồn gốc không đúng và một cách ngăn chặn rất là tiêu cực. Bởi vì khi mình ngăn chặn không bán thì sẽ không mua, không bán thì sẽ không mua. Không có thể nào đặt cái giả thiết là toàn nhân loại ăn chay, toàn nhân loại không giết thì chúng sanh sẽ không có không thể nào đặt giả thiết được, và phải tùy ý thức mọi người thôi, tùy ý thức mọi người. Ngay cả Đức Phật này còn không độ được, có người Đức Phật không độ được. Thì mình nhắm mình lại mình nói chuyện với cái ông đồ tể rằng ông đừng có mổ heo nữa, không. Ở đây mình lại đi khuyên những cái người ăn đừng ăn. Ông phải chăng là chấm dứt cái sự mổ thì cái sự ăn sẽ không có. Lấy gì ăn? Ăn bằng cái niềm tin đó. Lấy gì ngoài chợ? Cái người bán thịt đó, không bán thì cái người mua mới không mua, chứ không thể nào bắt ngược lại được là ông đừng mua đi, người ta đừng bán. Bây giờ bữa nay cái người mổ lợn á, họ có dám chắc rằng là bữa nay họ bán hết con lợn nó hay không, hay là dư hay là thiếu? Bữa ế bữa bán được, bữa ế bữa bán trung bình, họ cũng không biết luôn. Ai là cái người mua của họ, họ cũng biết luôn. Và hôm nay bán đắt, hôm nay bán ế là hên xui, tùy vào mỗi bữa. Có bữa ế muốn chết đem về thịt heo về ăn luôn, có bữa thì rất là đắt, chưa hết giờ, hết buổi sáng đã xong rồi, bán xong hết rồi về. Thì như vậy á, cái sự bán của người nông dân, cái người mổ heo, cái người bán đây là chuyện không cố định. Họ đâu có biết dám chắc rằng là mình tên là Nguyễn Văn Nga, bữa nay mình không nói là bữa nay tôi giết con lợn này, tôi tại ra sạp là Nguyễn Văn Nga phải mua không bắt. Có khi mình đi ngang mình đâu có mua. Cái sự mua nó không có xác định, nhưng mà cái sự giết là xác định. Cái ông về nghề mổ này là mỗi ngày phải mổ bao nhiêu con bò đó, bao nhiêu con heo đó, thì mình phải lại mình kêu ổng là anh ơi đừng có giết nữa, chứ không phải kêu cái người ăn đừng ăn. Đó là cái hệ lụy sai lầm. Mình lại mình kêu cái người giết đừng giết. Thì cũng kết thúc cái câu trả lời đây. Sư Chánh Tâm làm suy nhớ đến một cái bài kinh, là kinh Từ Ngã đó. Có một lần vua Bá Xê Na Đí thấy bà hoàng hậu Malika nhìn tăng đoàn có Đức Phật á, thì nhà vua mới hỏi là nàng thương ai nhất. Thì bà hoàng hậu Malika bà mới nói dạ em thương em nhất. Em thương chính mình nhất. Và Bà hoàng hậu nói nhà vua cũng vậy thôi, nhà vua cũng thương chính nhà vua nhất chứ. Và nhà vua nói ta thương hoàng hậu nhất, và hoàng hậu nói không, nhà vua thương nhà vua nhất, chứ còn hoàng thượng không có thương thiếp nhất đâu. Tại sao vậy? Bây giờ đó, hoàng thượng nói là hoàng thượng thương thiếp nhất đúng không? Vậy bây giờ nếu thiếp thương người khác thì hoàng thượng tính làm sao? Nhà vua nói ta sẽ giết nàng. Và hoàng hậu nói đấy, đó là do nhà vua ngài thương ngài nhất chứ ngài không có thương thiếp nhất. Chứ nếu ngài thương thiếp nhất thì cái chuyện thiếp thương người khác nó tốt cho thiếp. Nhà vua không có giết thiếp. Cũng vậy thôi. Chúng sanh họ làm tất cả mọi thứ là vì mình, chứ không phải vì người khác đâu. Thành ra là mình bớt ảo tưởng thì nó sẽ tốt hơn. Tại sao mà sư nhớ đến cái bài kinh này? Tại vì á, sư nhớ là ở bây giờ nó có một cái nhóm là cái nhóm Peta, là một cái nhóm là chuyên giải cứu động vật. Thì có những cái lùm xùm quanh cái nhóm này sư không có nói tới. Nhưng nói như vậy nè, những cái trận đại dịch như là dịch châu chấu ở Mông Cổ rồi tràn qua Trung Quốc, rồi thậm chí là tràn qua Việt Nam á. Những cái trận gọi là dịch châu chấu nè, hoặc là dịch sâu bọ nè, dịch cào cào, những cái dịch như vậy đó, sư thấy người ta im lặng một cách kỳ lạ. Những người bảo vệ động vật tại sao họ không đứng lên? Họ nói là châu chấu là một cái loài, là một cái sinh vật, và sinh vật cần được bảo vệ, tất cả một sinh vật cần bảo vệ. Không có, tất cả mọi người đều im lặng. Để chi vậy? Để kêu gọi thì hãy diệt trừ châu chấu. Bởi vì sao? Bởi vì nó xâm phạm trực tiếp lợi ích của họ. Cho nên chúng sanh họ sống hai mặt. Họ sống vì mình. Chúng ta hãy cẩn trọng với những cái suy tư mà nó không có tương ưng với Pháp. Đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.